Em chào cả nhà nhé. Vừa đang chúng anh chúc mọi người một ngày mới thật là bình an. Hôm nay chúng sẽ lên một cái video chia sẻ cho mọi người một dòng năm cánh trắng hiển oanh. Và em chúng này có 2 4 6 8 có khoảng chục chậu nhá. Năm cánh trắng hiển oanh chia sẻ cho mọi người. Đấy, dòng năm cánh trắng hiển oanh là một dòng lan va rất là đẹp. Và hôm nay em chia sẻ cho mọi người đồng giá là 190.000 một chậu và em bao ship cả nhà nhé. 190.000 một chậu và em bao ship cho cả nhà luôn. Đấy, em sẽ điểm qua. Đây chính là mặt hoa của năm cánh trắng hiển oanh. Một trong những dòng mặt hoa rất là đẹp, dòng năm cánh trắng rất là xinh cho mọi người sưu tầm. Đấy. Đẹp lung linh cả nhà này. Đấy, năm cánh trắng hiển oanh cho em, rất là sai hoa. Một tác phẩm 2023 của một chị ở quê em Trung này. Cả nhà đặt hàng thì vui lòng liên hệ qua hotline của em Trung là 0978 811 190 hoặc liên hệ qua fanpage của kênh TikTok Vườn An Trung Anh ở nhà nhá. Đấy, em sẽ điểm qua từng chậu một này. Đấy, em lên chậu số 1. Lên chậu số 1 cho mọi người. Đấy, chậu này thì có một mầm gốc rất là đẹp, có một ít kỳ này. Và cái này bị hỏng ngọn nhá. Đây, cái lá hiển oanh thì nó vẫn như thế này mọi người nhá, không vấn đề gì cả. Cái lá hiển oanh thì nó vẫn như thế này, không vấn đề gì mọi người nhá. Chậu số 1 này. 190. Quá rẻ luôn cả nhà này. Chậu số 1 190 này, em sẽ báo giá theo chậu nhá. Đây là chậu số 1 mọi người này. 190k cho em này, rất là đẹp luôn. Chậu số 1. Chậu số 2 này, wow, thân đẹp chưa? Chậu số 2 này một thân rất là dài này, thân này chắc là phải rơi tầm 40 50 cm mọi người. Đấy, chậu số 2 tiếp tục 190 cho em, đẹp không mọi người? Chậu số 2 quá đẹp luôn cả nhà này. Chậu số 2 này. Chậu số 3 này cũng 190 cho em nhá. Đấy, em sẽ báo giá theo chậu này. Có một số chậu là rẻ hơn hoặc là cao hơn một xíu. Đấy, chậu số 3 cũng 190, thân nó rơi vào tầm 50 cm này các bác nhìn này. Đấy, cái lá hiển oanh nó vẫn vậy nhá, không vấn đề gì cả nhà này. Lá hiển oanh vẫn vậy này, chậu số 3. Em lên chậu số 4 này. Chậu số 4 này thì có một mầm gốc nó đang đẻ nối đây mọi người này. Bởi vì cái ngọn nó bị hỏng nhá. Đấy, mầm gốc nó đang đẻ nối này, chậu số 4 này, nhưng nó bị mất ngọn rồi. Coi như thành thắt ngọn rồi mọi người này. Đấy, chậu số 4 này bắt đầu chốt cho em với giá là 150, em bao ship này. Chậu số 4 này. Chậu số 5 này. Chậu số 5 này em cũng lấy 150 em bao ship nhá cả nhà này. Đấy, chậu này thì còn được một cái kỳ, một kỳ nhỏ và một kỳ to trên thân. Đấy, chậu số 5 này 150 em bao ship này. Chậu số 6 này. Chậu số 6 là do em để quệt thằng cu quệt phải tay đi mọi người. Đấy, nhưng nó dừng rồi mọi người nhá. Đấy, rất là nhiều kỳ và đang đẻ nối rất là nhiều mầm gốc này. Phi điệp được cái là khi mà nó bị hỏng ngọn hoặc là gãy ngọn mọi người nhá, nó đẻ mầm gốc rất là khỏe đây mọi người. Bốn mầm gốc đang lên này. Đấy, chậu này bắt đầu chốt cho em với giá là 190 này. Chậu số 6 là 190 cả nhà nhá, mã số 6 này. Đấy, em lên chậu số 7 này. Đấy, chậu số 7 này cũng đấy, cái đầu lá của thằng hiển oanh nó vẫn vậy mọi người, không vấn đề gì nhá. Đấy, chậu số 7 cho em là 190 này, hai dây kỳ này. Hai mầm gốc và một mầm gốc dài này, ba mầm gốc. Chậu số 7 cũng là 190 này, rất là đẹp luôn. Chậu số 8 này. Số 8 này cũng 190 này, hai mầm gốc này, một mầm gốc đang lên là 3 này. Đấy, chậu số 8 cho em này, 190. Rất là phê luôn. Chậu số 8 này. Chậu số 9 là hai mầm gốc đẹp. Chậu số 9 này là 230 nhá, à 250. Đấy, chậu cuối cùng là 250 này, rất là đẹp luôn. Chậu số 10, 250. Đấy, bắt đầu đặt hàng thì nhớ vui lòng liên hệ qua hotline của em Trung là 0978 811 190 hoặc liên hệ qua fanpage của kênh TikTok Vườn An Trung Anh. Đấy, em vừa điểm qua 10 chậu nhá. 10 chậu HO. 10 chậu HO 53 đấy, đẹp lắm. Rất là đẹp luôn. Đấy, bắt đầu đặt hàng thì xem video và chọn mã cho em nhé, từ 1 đến 10. Đấy, có mấy mã là 150, còn đâu là 190 và mã cuối cùng là 250. Chúc mọi người một ngày mới thật là bình an. Mọi người nhớ like video và đăng ký kênh YouTube Vườn An Trung Anh. Em xin phép chào mọi người.